Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình giới thiệu đây là lô 20 con máy câu Nhật bãi và có size là từ 2.000 cho đến là 12.000. Giá báo trên video này là chưa bao gồm phí ship nha các bạn, ship có Trung Quốc là 30.000 một đơn. Thế đây mình có câu số 1. Câu số 1 ở đây mình có là con Familac, hàng này là hàng 3 Selfish Box. Hàng là đĩa Nhật nha. Con này là tên của nó là Familac FT1000. Cổ là cổ carbon, thân kim loại. Mô pin đỏ. Con này đổi tay trái phải được nha, nhưng mà cái con này thì bị tuột lưỡi ga rồi nha các bạn. Lưỡi ga là tạo tiếng kêu khi các bạn cứu cá. Con này là size cước số 4 là vào được 210m, số 5 là vào được 160m, size tương của nó là tầm 4.500. Cà cứ ok nè. Con lăn cứ còn rất là sáng. Ngoại hình tổng thể như thế này, có trầy xước như thế này nha. Đây, tróc sơn như thế này nha các bạn. Độ mới con này mới tầm 70%. Size 4.500, hàng nội địa Nhật. Con này là con số 1, ngoại hình tổng thể như thế này. Số 1 nặng là 410g. Con số 1 này giá là 280.000. Tiếp theo là con số 2. Số 2 ở đây mình có là một con Shimano. Con này là Shimano đuôi chuột dòng RD2000. Carbon titanium nha. Ngoại hình tổng thể như thế này. Ở bên đây thì nó bị mất cái nắp đậy như bên đây nha các bạn. Con này là máy full carbon. Full carbon là toàn thân của nó là carbon nha các bạn. Có nhiều khách không có bảo là full sơn hay như thế nào. Đây, con máy này là toàn thân của nó là carbon hết. Cước số 4 và 110m, số 3 là vào được 150m, size tương ứng của nó là size 2000. Mô pin đầu. Xả mô pin ở đuôi như thế này. Con này cũng tuột lưỡi ra nha. Máy thì quay rất là nhẹ mượt. Ở trên đây nó có tiếng kêu tê tê là do cái cổng cướp này nha các bạn. Ngoại hình tổng thể như thế này. Con này thì máy khá là gọn nhẹ, hàng Shimano. Nặng là 260g, con này là con số 2. Số 2 này là hàng Nhật nha, máy da băng. Hàng Nhật, size 2000. Số 2 giá là 320.000. Số 3. Số 3 đây mình có là con Daiwa Silver Line 1000. Máy này là full kim loại, máy này là toàn thân là kim loại. Mô pin đầu. Đổi tay trái phải được nha các bạn. Cước số 5 và 170m, số 6 là vào được 130m. Con này size tương ứng của nó tầm 4.500 đến 5.000. Gạt cước của nó là sáng này. Ngoại hình thì có trầy xước như thế này. Cái đây là mình chà rất là mịn rồi nha các bạn. Ngoại hình thì hơi xước xác như thế này nha, tróc sơn, chủ yếu là tróc sơn. Độ mới con này mới tầm 70%. Hàng Nhật nha, Daiwa Nhật. Con này quay rất là nhẹ vậy. Size 4.000 thì câu xong vô tư nha các bạn. Con này là con số 3. Con số 3 này là nặng là 380g. Số 3 này giá là 300.000. Theo là con số 4. Số 4 ở đây mình có là một con cối nông mô pin chết. Con này là con Aerocat 4.000. Rato là 3.8. Cối nông mô pin chết tay phải nha. Dòng này thì chuyên dùng cho khách nào câu rạn, câu tay phải, câu rạn nha. Câu rạn, câu gờ. Khi kéo cá thì mình chỉ có đóng mô pin và kéo thôi. Chứ không có xả được cước. Rezo 3.8. Ngoại hình tổng thể như thế này. Con này thì tay phải nha các bạn, không đổi tay được. Cước này. Dành cho khách nào chuyên lua rạn luôn rồi. Quay nhẹ mượt nha, dòng này quay rất là khỏe.
Con này là con số 4, hàng nội địa Nhật, Shimano Nhật. Nặng là 500g, số 4 này giá là 270.000, thông số cước. Con này là cước số 5 vào được 200m, số 6, con này số 6 vào được 180m. Size tương ứng của nó là size tầm 5.500, tầm 5.500 nha các bạn. 5.500 gần 6.000 ấy. Tiếp đến là con số 5. Số 5 ở đây mình có là con máy cổ. Con này là con Olympic Model 93. Dòng máy cổ Olympic nha, con này thì có cốt trợ lực. Các bạn muốn thấy cái cốt ở bên trong thì mở cái con ốc ở đây. Ở đây mình không có cái vít đây. Đây. Cái nút ở đây là cái nút nó có hai chế độ, xoay ngang thì mình mở được cối nha. Nó không có giống như là mấy cái dòng, nó dòng chuyên biển thì nó hay có cái đóng cối như vậy. Đây. Đây mình này, cốt trợ lực gắn liền vào cối, dòng này quay cực kỳ khỏe, cạo biển rất là ok. Thì con này là con tay phải nha các bạn. Mình chua ấy xuống khớp nên mình vặn vào nó không có giữ được cái cối. Đây. Cốt trợ lực tay phải. Size con này là size tầm 10.000 nha. Cối rất là lớn. Dòng này quay cực kỳ khỏe. Dòng này chuyên cạo biển. Cạo biển là ok mình như khách nào có tay phải, hoặc là con này thì ngoại hình hơi trầy xước. Có tiếng xào nhẹ nha các bạn. Tiếng xào nhẹ. Nhưng mà quay rất là nhẹ. Con này quay cực kỳ nhẹ nha. Ngoại hình tổng thể như thế này. Con này thì đây các bạn thấy điểm đắt giá con máy này là cái cụ nhựa ở đây nha. Nhựa này người ta bán bình thường là nhựa Nhật bãi, nhựa hàng Nhật bãi về nha. Bán là thường là nhựa này mua các bạn mua rất là mắc. Con này thì người ta chỉ tháo ra từ trong những con máy mà máy biển, thường là những dòng máy biển mới lớn thì nó mới có. Thì con này là nhựa này là bán 4.000 một mét. Nếu mà máy như này tháo nhựa ra bán là 4.000 một mét. Con này thì về lấy cái cuộn nhựa này là đủ giá của máy rồi các bạn. Con này là con số 5, giá là 300.000, nhựa siêu bền nha. Đây. Con này số 5 này giá là 300.000. Tiếp theo là con số 6. Đó, con số 5 này nặng là 620 gram nha. Số 5 620. Giá là 300. Tiếp đó là con số 6. Số 6 đây mình có là con Daiwa ECNO 4, có chế độ 2 spark là quay nhanh. Máy này là full kim loại và cối của nó là được mạ chống gỉ sét. Size 6.000, mô bin động. Đổi tay trái phải được, cả cước của nó là sáng. Hàng này là Daiwa nội địa Nhật nha các bạn, nội địa Nhật. Hàng liên danh bây giờ thì đa phần nó chỉ sản xuất máy carbon mới được cao sau này thôi. Quay rất là nhẹ, quay cực kỳ nhẹ mà. Ngoại hình tổng thể như thế này. Máy thì còn rất là sáng, độ mới con này mới tầm 75-80%. Size 6.000. Dòng này thì câu lăng xê, câu ngâm hoặc là câu lục gì cũng được hết. Size 6.000, nặng là 500g. Con này là con số 6, giá là 450.000. Tiếp đó là con số 7. Số 7 ở đây mình có là một con máy hàng. Con này là Sealstar. Dòng này thì dòng cần siêu tay của Hàn Quốc ra xuất Nhật á, thì rất là, nói chung là dòng siêu tay rất là nổi tiếng của bên Hàn Quốc rồi. Con này là con siêu tay ET2050, Reito là 4.8, cối carbon, thân kim loại, nguyên đọc đổi tay trái phải được. Reito là 4.6, mình đọc nhầm nha, cối carbon nha các bạn, cối carbon thân kim loại. Size đây, thông số cước của nó là số 4 là vào được 240m, số 5 là vào được 175m, size tầm 4.500 đến 5.000, mô bin động, đổi tay trái phải được, cả cước còn rất là sáng đẹp. Hàng này, hàng Korea nha, mấy anh Korea. Con này thì quay nhẹ mượn nha, quay rất nhẹ. Quay cực kỳ êm luôn nhớ các bạn.
Con này cái gạt chó của nó là hình như cái gạt chó là cái chốt chặn này các bạn, cái chốt chặn này như nó không có, nó bị hư rồi nên là chỉ có một chiều là không có chiều xả dây, chỉ có một chiều là quay dây vào như thế này thôi. Mua pin động nên là các bạn muốn xả dây ra thì các bạn chỉ cần gạt ở đây, nói chung bình thường dân câu ai cũng biết rồi, gạt cái này ra thôi. Con này bán giá thấp nha, tại vì nó bị hư như rồi, bán giá con này là giá 190.000. Đây, con này 190.000. Ngoại hình tổng thể như này có trầy xước, sơn, tróc sơn. Nặng là 200, con này nặng là 340g. Con này là con số 7. Số 7 giá là 190.000. Số 8. Số 8 ở đây mình có là một con Daiwa, con này là Daiwa dòng đuôi chuột, Carbo Spin GS800RD. Máy này là full carbon, là toàn thân carbon nhất nha. Xả mô pin ở đuôi như thế này. Thông số cước này, cước số 2 là vào được 230m, số 3 là vào được 160m, size tư ứng của nó là size, con này size tưởng của nó là size 3000. Mô pin đầu đổi tay trái phải được, gạt cước của nó là bằng sứ đá đen như thế này nha các bạn. Đây, gạt cước này. Ngoại hình tổng thể như thế này, con này thì có trầy xước, có viền lưng, nói chung là trầy xước chủ yếu là cái phần cổ ở đây thôi, cái phần cổ như thế này. Quay rất là nhẹ nha, con này quay cực kỳ nhẹ luôn các bạn. Ngoại hình tổng thể như này, con này nặng là 280g, con này là con số 8, số 8 giá 280.000. Số 9, số 9 ở đây mình có là một con Ryobi Carbowin 2000. Máy này là full carbon, mô pin động, cước số 3 vào 170m, số 4 120m, size tương ứng của nó là size 3000, size tầm 2500 đến 3000. Con này đổ tay trái phải được nha, gạt cước là bằng sứ đá đen, hàng Ryobi Nhật. Ngoại hình tổng thể như thế này, con này thì trầy xước ít, chủ yếu là cái trầy ở phần, nói chung là cũng không phải trầy gì các bạn, nó giống như nó nổi bọt như này. Đây, size 2500, nặng là 260g, con này con số 9, số 9 giá là 260.000. Tiếp theo là con số 10, số 10 ở đây mình có là một con Olympic cổ, con này là con Olympic model 93, con này thì khá giống với con số 5 cùng dòng, nhưng mà ngoại hình thì màu của nó là màu xanh, kiểu màu xanh 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 đậm như này, xanh đen nha các bạn, không phải là màu đen hẳn, nên nhìn nó ngoại hình nó ít có, nói chung là ngoại hình ok một tí, nó có trầy xước như thế này. Độ mới con này mới tầm 65%, cốt trợ lực size 10.000, quay tay phải nha, không đổi tay được. Đây, các bạn muốn mở cốt thì giống như con số 5, các bạn phải vặn cái nút ở đây. Mô pin đầu, hàng này là hàng Olympic Nhật nha các bạn, Olympic Nhật. Quay rất là khỏe. Đồ này chuyên cạo biển sâu xa. Quay rất là nhẹ. Con này là con số 10. Con số 10 này nặng là 620g, số 10 này giá là 350.000. Số 11. 11 ở đây mình có là một con Daiwa. Con này là Daiwa Sport 3000. Dòng Daiwa Sport 3000 này máy rất là tốt. Ratio của nó là 4.8. Máy full kim loại. Đây, máy như thế này. Máy này là full kim loại, mô pin động. Đổi tay trái phải được nha các bạn.
Phần cối của nó là cái phần phần cối của nó là được đúc liền khối như thế này nên máy rất là khỏe. Con số cước này, con này là cước số 7 là vào được 210m, số 6 là vào được 280m, size tôi muốn nó là size tầm 7.500, 7.500 đến 8.000 nha, nguyên đồng. Dòng này thì cối khá là lớn, thân nhỏ gọn, gà cước của nó là sáng, hàng đây qua Nhật nha, máy quay rất là nhẹ. Mượt. Ngoại hình tổng thể như thế này. Con này nặng là 600g, con này là con số 11. Số 11 giá là 670.000. Tiếp theo là con số 12. 12 đây mình có là con Daiwa Carbon, đây là Daiwa ST750B. Dòng này là máy carbon nha, máy full carbon. Con này là cước số 2 vào được 200m. Số 3 là vào được 150m, số 4 vào được 100m, size tương ứng của nó là size. Con này size tương ứng của nó là size 2000. Mình nhầm, con này size tương ứng của nó là size 3000 nha các bạn. Mua nguyên đồng. Đổi tay trái phải được. Gà cước này, gà cước của nó là sáng nha. Đây, mắc cái cổng cước rồi đó. Hàng đang qua Nhật. Ngoại hình tổng thể như thế này. Con này thì ngoại hình còn khá là đẹp. Quay rất là nhẹ. Con này là con số 12. Con số 12 này nặng là 280g. Số 12 giá là 320.000. Ghi nhầm. Số 12 giá 320. Tiếp theo là con số 13. 13 đây mình có là một con Shimano, Shimano MRZ600. Con máy này là cối carbon, thân kim loại, mô biến động đổi tay trái phải được. Con này thì dòng này thì hay bị tuột cái lưỡi gà đây các bạn. Size tương ứng máy này là size 5000 nha. 5000. Mô biến động tuột lưỡi gà rồi. Lưỡi gà là tại tiếng kêu khi các bạn kéo cá nha. Đây, dùng lưỡi gà. Máy thì còn rất là sáng đẹp này, gà cước còn rất là mới. Con này thì ngoại hình cũng rất là đẹp nha. Giữa bên đây nó tróc cái tem này này. Rito 3.4 này. Con này máy còn rất là sáng đẹp. Size 5000. Hàng Shimano Nhật. Máy quay rất là êm. Ngoại hình tổng thể như thế này. Độ mới tầm 75-80%. Con này nặng là 380g. Con này là con số 13. Số 13 giá là 320.000. Số 14 là con số 14. 14 ở đây mình có là một con Olympic. Con này là con Olympic New Spark 200. Size tưởng của nó là size 6.000. Máy này là full kim loại nha. Mô pin đầu đổi tay trái phải được. Gạt cước của nó là bằng sứ hồng như thế này. Con này tìm ngoại hình còn rất là đẹp. Độ mới con này mới tầm 80%. Trầy xước rất là nhẹ như thế này. Trầy xước nhẹ. Còn rất là sáng, bóng. Hàng Olympic Nhật, size 6.000. Máy quay cực kỳ nhẹ mượt. Nói chung size 6.000, size 6.000, 7.000 rất là tiện các bạn. Câu xong, câu gỉ gì cũng được hết. Từ câu ISO thôi, mình nói vui vậy thôi. Để nó nói chuyện câu nhiều kiểu khác nhau. Đây, ngoại hình tổng thể như thế này. Con này là con số 14, số 14 này nặng 500g. Con này là con số 14 giá là 470.000. Mở tầm 80%. Số 15. 15 ở đây mình có là con Daiwa Sprinter ST1
Con này là con Daiwa Winter ST1000B, size từ rất là size 5000. Có carbon thân kim loại. Mũ biến động đổi tay trái phải được. Con này là cứu số 6, vào được 140m, số 5 là vào được 150m. Hàng Daiwa Nhật nha. Ngoại hình tổng thể như thế này. Con này thì có trầy xước nha các bạn. Đây, có trầy xước. Ngoại hình tổng thể như thế này. Con này là con số 15. 15 nặng là 380g, giá là 250.000. 15 giá 250. Tiếp theo là con số 16. 16 ở đây mình có là con Olympic. Con này là Olympic No High Horizon, dòng này là chuyên câu biển. Cối của nó là bằng inox nha, chống gỉ sét. Thân kim loại, máy này là full kim loại. Mô biến động. Đổi tay trái phải được, cúp số 10 là vào được 175m, số 8 220m, size tư của nó là size 10.000 nha các bạn. Dòng này cạo rất là khỏe. Hàng Olympic Nhật. Gạt cước nó là sáng nha. Máy quay rất là nhẹ. Đây, ngoại hình tổng thể như thế này. Size 10.000 máy rất là chắc, lớn máy và nặng nha các bạn, rất là chắc máy. Con này nặng là 620g. Con này là con số 16, 16 giá là 650.000. Ratio của nó là 6.22. Đây, các bạn nhìn cối quay rất là nhanh nha. Con máy này thì thu dây khá là nhanh. 16 là 650.000. 17. 17 đây mình có là con Daiwa 2500, Daiwa Bun. Cối là cối kim loại, máy này là full kim loại, size tương ứng của nó là size 6000. Mô biến động. Đổi tay trái phải được. Hàng nội địa Nhật nha. Hàng nội địa Nhật. Ngoại hình tổng thể như thế này. Này, gạt cước nó là sáng này. Con này thì các bạn nghe được cái tiếng kêu của nó. Tiếng kêu ở đây là cái phần trục tay quay nha. Trục tay quay này nó hơi trục tay quay nó có kiểu nó không có được mượt, là nó có tiếng kêu như vậy. Nhưng mà bộ máy thì quay rất là nhẹ. Ngoại hình tổng thể như thế này. Dòng này cạo rất là khỏe. Con này là con số 17. Số 17 là giá 300.000, nặng là 470g. Giá 300. Số 18. 18 ở đây mình có là con Shimano. Con này là Shimano MRX0, radio 3.8, có carbon thân kim loại. Mô biến động. Dòng này hay bị tuột lưỡi ga nha các bạn. Mô biến động. Con này cũng tuột lưỡi ga này. Đổi tay trái phải được. Thông số trên cối là bị tróc rồi. Mờ thông số trên cối. Con này size tướng nó là size 6000. Hàng Shimano Nhật nha. Con này thì máy quay rất là nhẹ mực. Shimano Nhật. Con này thì ngoại hình cũng rất là sáng. Độ mới con này mới tầm 75-80%, 75%. Trầy xước ít. Size 6000, hàng Shimano. Nặng là 480g. Con này là con số 18. Số 18 giá là 370.000. Theo là máy 19. 19 ở đây mình có là con đây, con Ryobi. Con này là Ryobi Power Full No 5. Con này thì có 3 bạc đạn cốt trợ lực. Máy này là full kim loại. Mô biến động. Đổi tay trái phải được, cốt số 12 là vào được 220m, số 10 là vào được 260m. Size tướng của nó là size 14.000. Cốt trợ lực nha các bạn. Dòng Ryobi Power Full, 3 bạc đạn cốt trợ lực như thế này. Con này ratio của nó là 4.3, máy quay rất là nhẹ khỏe. Dòng này là câu biển đánh cá lớn.
Ngoại hình tổng thể như thế này. Đồ mới con này mới tầm 75%, size 14.000, hàng Ryobi Nhật. Máy quay rất là nhẹ nha. Con này quay cực kỳ nhẹ nha các bạn. Ngoại hình tổng thể này. Đây. Có trầy xước một tí, không phải trầy xước mà màu sơn nó như thế này. Trầy xước nhẹ viền gối, đồ mới tầm 75%. Sao 14.000 cốt trợ lực 3 vạc đạn, nặng là con này nặng 800g, máy khá là lớn nha. Con này con số 19 giá là 900.000. Con cuối cùng con số 20. 20 ở đây mình có là con Bioto. Hàng nội địa Nhật, Bioto 2000B, Reito là 3.4. Cố carbon, thân kim loại. Một viên đầu, đổi tay trái phải được. Con này cước số 5 vào được 160m, số 4 210m, size thường của nó là size 4.000. Gạt cước của nó là sáng nha. Hàng nội địa Nhật. Dòng này thì máy quay rất là nhẹ. Đây tua nó nhỏ nhưng mà vòng tua ít nhưng máy quay rất là nhẹ nha các bạn, gần như không dùng sức gì máy rồi. Thì khách nào mà quen câu dòng Ryobi CX2B hoặc là Ryobi CX là dòng đó thì nó dòng này nó tương tự giống như vậy. Đây, ở bên này là bị tróc một cái tem này, ngoại hình thì hơi xấu một tí. Đây bên này tróc cái tem. Con này là con số 20. Số 20 nặng là 400g, con này là giá là 280.000. Thì mình đã giới thiệu qua tất cả là hai con máy câu. Các bạn lấy con nào comment dưới video hoặc gọi điện trực tiếp cho shop qua số 0903154991. Hoặc là chốt hàng thì các bạn nên để lại số điện thoại trong phần comment luôn nha. Cảm ơn, xin chào tất cả các bạn.